Em Tuấn lên cho các bác một con HP i7. Con này i7 bác nhé. Đấy các bác nhìn coi. Thôi, bác nào đang gọi thì thông cảm giúp em với nhé. Đối với lại chiếc máy này thì nó đáp ứng được đủ các tiêu chí cho các bác luôn đấy. Mức giá thì rất là phải chăng luôn nhé. Con này là chip Core i7 này. i7. Mà giờ hàng này thì em Tuấn đấu giá từ Nhật về, nên tất cả vẫn còn hết bàn phím tiếng Nhật luôn, còn nguyên bàn phím tiếng Nhật nhé. Đấy, nhưng các bác vẫn dùng bình thường, bàn phím tiếng Nhật nó nhỏ hơn, nó mờ hơn, còn phím tiếng Anh này bác vẫn cứ dùng bình thường như máy tính của mình thôi. Loa thì thiết kế đây, loa đây là nút tắt loa nhanh này, bác muốn tắt loa nhanh thì bác ấn vào đây, bật hoặc là tắt wifi nhanh thì bác tắt vào đây. Đây, khi tắt wifi cái thì bác nhìn này, nó hiện luôn hình máy bay, loa nó cắt luôn này, bác nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ em mở nhé, em bật này, đấy thì nó hiện wifi luôn. Bật loa lại loa này, đấy này, loa nó lại không cắt nữa, đấy là tắt loa và tắt wifi nhanh. Còn bên này là nút tắt nguồn, còn cả cái dãy giữa này là loa nhé, loa. Con này mặt trên này thiết kế theo kiểu như kiểu là bo của nhôm đấy, mặt giả nhôm. Cái này là vân tay ngày ngày trước, vân tay. Cái này bạn nào thích can thiệp sâu thêm thì tìm hiểu thôi thôi. Ngoài trên này thì ba cái bác nhìn nhé. Cái nút chấm vàng vàng này là cái nút Toolpad, người ta gọi là Toolpad, có nghĩa là nó khóa khóa con chuột ở đây này. Đấy. Khi các bác bật cái nút vàng này lên thì tức là con chuột này bác không thể di được nữa. Để bác dùng chuột ngoài thì tay bác tì vào đây bác gõ bàn phím thì nó không bị di chuyển này, nó không bị di chuyển lên. Đấy, nó có tác dụng như vậy. Còn nếu như bác thích dùng chuột này thì bác gõ hai hai tay vào đây nhé. Đấy, nó sẽ tắt đi. Thì khi đó bác lại di được con chuột này, con chuột này đã di được rồi. Đây, nhìn chưa? Con chuột đã di được. Đấy. Nhưng mà khi cái gõ hai lần nữa, cái nút vàng này nổi lên thì nó sẽ khóa chuột, thì chuột này không di được nữa. Đấy, tác dụng của nó. Ok chưa? Đấy là hướng dẫn cho bác một số cái tính năng. Không về các bác lại vô tình bác gõ vào đây, bác lại bảo chuột nó bị hỏng. Ok đấy. Còn này là con HP ProBook. Còn ở trên này những phím chức năng này là sáng đèn hay tối đèn thì nó nằm hết ở trên này rồi. Về cấu hình thì em Tuấn sẽ đọc gõ cấu hình cho bác nhé. Đối với dòng này em Tuấn đã cài Win 11 rồi thì bác phải gõ nhé. MSIN 432 này, MS này, SIN 432, mà gõ vào thì nó mới ra được cấu hình, tìm cho nó dễ. Thì con này đấy em đã cài bản Win 11 Pro rồi đúng chưa? Đấy, Win 11 Pro. Con này là chip Core i7, các bác nhìn nhá, i7 luôn đấy, muốn chip đầu Core i7 luôn, Intel Core i7 luôn, 4610M đấy. RAM con này xem nào. RAM con này nó đã 8 GB rồi bác ạ, RAM 8 GB. Một cấu hình quá khủng. Ở trên này thì nó được thiết kế một camera, mic thu âm và mắt quét này. Hai mic thu âm hai bên thu stereo đấy. Và các bác đợi em Tuấn giúp nhé, giúp em Tuấn với nhá, liên tục các bác gọi các thông cảm, em đang quay bài rồi em không muốn tạm dừng nữa. Tạm dừng mà thôi, tạm dừng tí đã. Rồi ạ, đấy bác thấy chưa? Ok chưa? Ok. Đấy. Còn về đây ổ cứng đi ạ. Ổ cứng đây. Con này ổ cứng là 240 GB, 250 GB ổ SSD luôn. Con này chạy ổ SSD bác nhé. Ổ SSD. Ngoài ra thì còn có ổ DVD write để ghi đĩa nữa, có cả ổ ghi đĩa luôn. Bác nhìn thấy chưa? Nào. Có cả ổ ghi đĩa luôn, các bác có thể ghi đĩa luôn. Đấy. Ok chưa? Các bác có thể ghi đĩa luôn, rất là tiện luôn ạ, cực kỳ là tiện luôn đấy. Rồi thì sau đây ba Tuấn sẽ tiếp tục nha, tiếp tục là cho giới thiệu cho bác cả chi tiết về xung quanh. Ở bên trên này là vỏ, nó cảm giác như nó là một cái lớp nó cao su, nó chẳng phải cao su, nó gần như kiểu cao su nỉ, cầm nó rất là chắc tay, nó bo bo chết chắc tay. Ở phía đuôi này là một cái bo thép, bo thép cầm nỉ rất là chắc tay nhé. Máy thì phải nói là quá đẹp rồi chứ không phải là đẹp, quá đẹp. Về bên này thì bác chỉ đây, ở ngoài cùng nó một cái khe, nó gọi là khe khe đĩa SC, phía dưới là ổ DVD write để ghi đĩa. Tiếp đến là ba cổng USB luôn, 1 2 3 cổng USB. Tiếp tục là cổng mạng LAN, hoặc cổng mạng có dây, và cuối cùng là cổng sạc đấy. Ở phía dưới này không quên nữa, là quên mất là phía dưới này còn cái cổng cắm thẻ nhớ cho bác nữa. Đây, cắm thẻ nhớ. Ok chưa? Cắm thẻ nhớ đấy.
Ở về phía sau là một cái cổng kết nối tổng hợp này. Để đây. Đấy, còn đây là phần pin này không nói. Này bác nhìn nhá. Đấy, hết cái phần thép đen, phía dưới là thép bạc. À, phần xi bạc. À, về bên này, đây là một cái khoang tản nhiệt. Khoang tản nhiệt cho nó. Là nhiệt. À, con này có hai cổng luôn nhỉ? Một cổng HDMI này, một cổng VGA, hai cổng này này, hai cổng này nhà sản xuất người ta để cho các bác, quá tuyệt vời luôn, có thể dùng được tất cả VGA, dùng được HDMI, dùng để trình chiếu hoặc truyền dữ liệu hình ảnh truyền tải ra ngoài. À, tiếp đến là hai cổng USB nữa, một hai nữa, thành ra con máy này lên đến 5 cổng USB luôn, và cuối cùng là cổng các cắm tai nghe. Tai nghe. Ok cho bác, vừa rồi em Tuấn đã giới thiệu qua cho bác. Còn phía trước này là đèn báo. Đèn báo đây là hiện tại là đèn báo nguồn. Đấy, đang đang sáng này, báo nguồn này, đèn báo wifi, đèn báo đĩa chạy này. Đấy, tóm lại đủ 4 4 5 loại đèn báo. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn nhé. Máy như này thì quá đẹp rồi. Ok chưa? Nó nhìn chưa? Em để cho bác mức giá như con máy như này. Đây bác chú ý em, nó là Core i7 đấy ạ. Core i7 nhé bác nhé. Chứ không phải là Core i3, i2 gì cả. Core i7 mà này. Nó đẹp. Bác chỉ nhìn là nó gần như là mới. Gần như mới. Nó gần như mới luôn. Gần như mới luôn ạ. Nhé. Bác làm nhanh tay nhé. Để cho bác 4 triệu 800 nghìn. 4 triệu 800, không nhanh thì không đến lượt đâu. Ok chưa ạ? Chào các bác.